làm tuần đi vệ sinh. Và ngày hôm nay thì các dạo gần đây thì các game thủ của Game TV rất hay có những tình huống vâng đang đánh lại đi đại tiện. Vâng, nếu như theo dân dã học của nó thì người ta gọi là đi ỉa. Phía bên kia đó là Yamato và Hitty. Quýt là người cầm nhà, còn game thủ Xuân Thứ là người cầm hit. Quân bên đội bạn vẫn đang là sự phối hợp, phải nói là sự kết hợp cực kỳ ngọt ngào. Ya hit và mỗi loại đều có thế mạnh riêng, và khi nó bổ trợ cho nhau thì thực sự đó là một sức mạnh quá khủng khiếp. Phonesian dành cho game thủ Chibo, còn Mạnh Hào là người cầm Egypt, như vậy là quân cân. Chúng ta đến với Phonesian trong tay của game thủ Chibo để xem em thi đấu như thế nào. Vâng, làng đa của Phô và chém của Ya có thể nói là cân nhau. Anh em like đi Chibon, nó để trận này thắng cho Chibon nó cười khoái quá. Trận đấy mà thắng được, trận đấy mà thắng được thì chắc là thôi nghỉ luôn cho nhanh, đang kèo lệch. Vâng, quay trở lại với máy của Chibon. Có đôi voi đưa về nhà. Có lẽ là cũng không... Vâng, có lẽ là cũng không quá... muộn dành cho game của Chibon. Quả đầu mặc dù hơi xấu một chút, nhưng mà đồ ăn... Vâng, về cơ bản là đã đủ. Có quả phụ ở phía xa. Và cũng có một voi nữa ở phía xa, nếu như Chibon được câu được về thì quá tốt, nếu không thì có thể ăn luôn cả bầy hươu. Oh.
Vâng, quay trở lại với trận đấu này, một tình huống chém tốt tới từ game thủ Chibon nhưng không phải chém vào người cầm dao mà chém thẳng vào trang cư game gì. Phá nổ móng nhà của game thủ Xuân Thứ. Kìa, đen dân bỏ chạy kìa. Vâng, đen em bỏ chạy nhưng dân vẫn đang chưa có ý gì. Đây là phá chém tốt tới từ game thủ Hello Chibon. Vâng, rất nhiều dân của Hitty đang phải nằm xuống rồi. Vâng, Hitty đang cực kỳ yếu. Vẫn đang là mất dần. Pha vẩy e của Chiboy vẫn đang là cực tốt. Vâng, mặc dù tham lai chỉ là 24 thôi nhưng các bạn thấy. Vâng, các bạn có thể thấy rằng là cặp đôi của phía team KTV, vâng, chính xác là đó là cái thủ Chiboy là đánh tốt như thế nào. Và đây là Hào tham lai là 36/72. Lợi thế tất nhiên rằng thuộc về cặp đôi của phía team VTV khi Chiboy đang đánh tốt đến như vậy. Vâng, và đây sẽ là tần open của các người chơi về phía TGTV của nhà người cầm Yamato game thủ Cam Quýt. Cam Quýt lót đâu vào phía bên trong. Lạc đà vẫn đang đứng chặn và cung gờ vẫn đang bắn. Vâng, lạc đà khắc chế những con ngựa chém là cực kỳ tốt. Ồ, quát cỡ héo. Vâng, có vẻ như Quýt đang bù nhà và đã bắt đầu phải chạy dần ra phía bên ngoài. Màn hình máy tới đây game thủ Chiboy. Tham Lai mặc dù 18 nhưng đây là một trận đấu mà các bạn thấy Chiboy chém hiệu quả là như thế nào. Vâng, một con Big Bull đang thực sự trở lại. Vâng, và thêm một chút điên dại nữa, tỷ số được ấn định là 1-1 với một trận đấu xuất sắc tới từ game thủ Hello Chiboy. Chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi cho ít phút trước khi đến với trận đấu bản lề. Đánh rất hay đến từ Chiboy, rất ghê.